Thưa quý vị, mới đây thì Bùi Thẩm Đoàn ở New York, Mỹ ngày 8 tháng 4 đã kết tội một cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs vì vai trò của người này trong vụ hối lộ và rửa tiền khổng lồ liên quan đến quỹ đầu tư Quan MGB ở Malaysia. Bản án được đưa ra trong một phiên tòa kéo dài 8 tuần. Đây cũng chính là vụ bê bối gây chấn động chính trường Malaysia và làm mất uy tín của Goldman Sachs. Reuters đưa tin Bộ thẩm đoàn ngày 8 tháng 4 đã kết án ông Rogers, 49 tuổi, giám đốc điều hành của ngân hàng Goldman Sachs ở Malaysia giai đoạn năm 2005 đến 2014, phạm cả ba tội danh trong vụ hối lộ khổng lồ liên quan đến quỹ Malaysia Development Berhad, gọi tắt là 1MDB. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Rogers và đồng phạm đã chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ hối lộ các quan chức chính phủ để Goldman Sachs được chọn đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một phần tiền được chi cho những món đồ xa xỉ như bức tranh trị giá 51 triệu đô la Mỹ của Jean-Michel Basquiat và xách Hermes hàng triệu đô la Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Roger sẽ phải đối mặt với bản án lên đến 30 năm tù.